Alo, quần vườn vlog. Xin chào quý vị khán giả nha. Tiếp tục mình đã chia sẻ những video. Chào quý vị khán giả hàng xem. Mình có một khách có trong lạc hả? Là sẽ thách thức. Thứ nhất là phản ánh về cô con chim. Dạ. Thứ hai là phản ánh về cô chấp xe, cô chấp hành lắp. Dạ. Thì hai điều đó thì anh cũng nên thôi lại. Để làm sao đừng cho xé to ra nữa thì nó sẽ không bị mắm, nếu sau 100 ngày mà không có giải quyết được thì đi xa hơn. Yeah. Mấy em đồng ý anh được không à? Yeah. Cái nguồn gốc mà từ cái công việc xảy ra thì ngay cái bữa hôm nay chim ở đây, và từ cái anh Vũ Luân còn nói là sau này sẽ dùng cho pháp lý nữa. Thì đúng là đương nhiên khi mà bên kia dùng pháp lý thì bên này cũng phải dùng pháp lý. Yeah. Thì khi mà nó dùng pháp lý rồi thì nó lại xảy ra đến tranh chấp thì nó đi mất đi cái tình nghĩa. Yeah. Đến đó ai đúng ai sai thì đương nhiên pháp luật sẽ đưa ra, nhưng mà sẽ mất đi cái nghĩa. Về bây giờ cái lý thì Hồng Loan đứng hoàn toàn hết đó. Ai cũng ủng hộ Hồng Loan hết. Nhưng mà về cái tình đó, mình cũng phải nghĩ Hồng Loan nó đâu có ở chung với nhà cô Sáu từ nhỏ với lớn với ba đâu. Mất đi cái tình cảm đó, và Hồng Loan nó làm dâu bên kia thì khi mất, cô Sáu là người lớn nhất, cô Sáu ở cái nhà đó chung với cậu với Hồng Phượng thì mọi vấn đề gì là phải là người lớn trước. Mà em đồng ý không nào? Đó. Rồi ví dụ như Hồng Loan nó có ý kiến gì, em nó nói trời ơi, thì cứ để gia đình giải quyết nội bộ. Anh nghĩ là Hồng Phượng đó đã cho Vũ Luân biết những cái chuyện xảy ra trước đó. Cái clip mà đầu tiên Vũ Luân nó đưa lên đó thì cũng có nói rõ là Hồng Phượng có điện cho biết là mộ làm như thế nào. Đó rồi cái ngày đi xuống mộ ba anh em hẹn nhau mà không gặp thì biết là có mâu thuẫn rồi. Mình là cái người chính giữa thì mình phải hàn gắn trước. Mà đưa lên chỗ này thì nó đi, em thấy em mới đến về nó đi xa quá, mà rất là tội nghiệp cho Hồng Loan. Mà bây giờ gia đình của cô Sáu thì lại bị đứt là nhiều chi tiết thì thấy cũng tội gia đình. Anh thì anh đứng giữa anh khách quan, anh anh không bên nào và cũng không bỏ bên nào. Nhưng mà mình nhìn ở góc độ đến giờ được phút này thôi. Là mình thấy cái góc độ đó, nó đến đó thì anh chỉ phát biểu đến đó thôi. Còn ai đúng ai sai thì cộng đồng mạng sẽ thấy, và cũng mong cộng đồng mạng là ví dụ như những cái người YouTuber á cũng phải nghe hai chiều rồi mình cứ bình luận thế nào cho nó lịch sự. Nhưng mà tránh trường hợp là mình đi xa quá thì có thể sau này nó vì gia đình sẽ truyền tụng thì nó cũng mất hay. Cậu với cậu cũng chả vui đâu. Cái vui nhất của cậu là nếu cậu thấy gia đình êm ấm hạnh phúc, chứ không phải mà ai chửi và cô lo nhíu cậu hoài cậu cũng không vui, và chắc chắn cậu sẽ phản đối. Cái đó là điều mà theo tôi nghĩ, không biết là tất cả các anh em đây có đồng ý giống tôi không ạ? Đúng không? Tất cả đều muốn là làm thế nào để cho gia đình đó là sau khi 100 ngày rồi hoặc là sắp tới 100 ngày thì nó sẽ im ấm. Thậm chí là mình cũng muốn nhờ bên mấy anh YouTube, người nào có uy tín, những cái lượng mà subscribe nhiều á, ví dụ như kêu gọi, ví dụ như anh Linh Tâm nè, anh Kim Tinh Long nè, kể cả Bình Tinh nữa, những người có uy tín trong gia đình ngồi lại với nhau, mình đừng có đưa lên YouTube, cứ nội bộ họ với nhau. Tại vì nếu bây giờ anh Vũ Luân mà đứng ra thì chắc không được. Tại vì hiện giờ nếu mà bên cô Sáu thì cho là theo như tôi nghĩ ra chứ không có định, thì anh Vũ Luân đã ủng hộ Hồng Loan thì nó khó có cái sự hòa hợp lại. Mà chỉ có những người nghệ sĩ nổi tiếng và bạn thân của cậu Năm á, như là anh Kim Tử Long nè, anh Linh Tâm, rồi kể cả con gái nuôi nè, cô Bình Tinh á, sẽ ngồi với gia đình dàn xếp. Trước mắt là dàn xếp về cái tình cảm để cho ổn trong 100 ngày. Sau đó 100 ngày rồi cái chuyện mà gia đình muốn như thế nào về tài sản hay là muốn ở thế nào thì tự gia đình giải quyết êm đẹp. Sau khi gia đình giải quyết đẹp xong, nếu được thì mình công bố lên trên cộng đồng mạng. Còn không thì là mình một mặt nào đó để mình chơi cộng đồng mạng biết là gia đình đã điểm đắm, để cho tất cả đừng có xây vào gia đình để cho cái vong hồn cậu nó đi chưa thoát. Thì cái ước nguyện của mình thì như vậy thôi. Thì mình không muốn là đưa hình ảnh, tại vì mình sợ khi mà mình nói nó phản biện lại trái chiều lại cái ban đầu á thì sẽ có những cái YouTube hoặc là những cái trang cá nhân khác tấn công. Thành ra là mình rất mong là các anh chị thông cảm và không lấy hình ảnh của mình. Cảm ơn anh rất là. Đương nhiên mình nói thì không khẳng định là mình đúng. Mình có thể đúng ở góc độ nào và cũng có thể sai ở độ nào, thì dù các anh chị có cần hỏi thêm hay là thấy cái những cái gì mà mình đưa ra nó khác với lại suy nghĩ anh chị thì có thể anh chị hỏi thì mình sẽ trả lời theo cái suy nghĩ của mình ạ. Hồi trước là anh nói là anh đã từng đàn cho Hồng Phượng hát rồi hả? Anh thì chỉ đi show nhỏ thôi, với lại có làm cái ly show đầu tiên của Hồng Phượng là đánh guitar. Đánh guitar điện cho Hồng Phượng hát. Giống như là anh cũng là một người đồng nghiệp của Hồng Phượng đi. Đúng rồi. Một người đồng nghiệp. Và thực sự là
tại vì nó có nhiều cái vấn đề xảy ra nó trùng khớp quá. Giống như cái vấn đề về Hồng Phượng đi, thì chắc anh cũng nghe về cái vấn đề giống như là mua xe lắm này lắm kia đó, thì anh thấy là cái điều đó là Hồng Phượng có nên làm trong thời điểm này hay không như thế nào? Nếu em hỏi thì anh thì anh chưa nắm thông tin, ví dụ nó trên mạng thì ta chỉ đưa ra thôi, chứ còn chưa có biết là xe đó Hồng Phượng có mua hay không. Đúng rồi, ví dụ như cái người nào mà đưa ra đó thì thấy cái xe đó là Hồng Phượng đang ở cái gara nào đó mua, hoặc là có một cái gì đó để chứng minh là Hồng Phượng mua. Tại vì trên mạng mà nhiều khi anh biết là cái những cái thông tin người ta có thể không thích, người ta nói khi vui thì trái méo nó cũng tròn, khi buồn thì trái bồ hòn nó cũng méo. Thì đó khúc đang ở cái thời điểm đó, bây giờ thấy Hồng Phượng đi chiếc xe đó thì chắc chắn là người ta sẽ có cái nghi vấn, người ta phải đặt vấn đề thẳng luôn. Anh thì anh không có nhìn cái đó thì anh không biết, nhưng mà nếu thật sự mà có thì nó là một cái điều phản cảm. Nếu mà thật sự Hồng Phượng mua chiếc xe ở thời điểm này mà khi mà được cái thông tin là có một số mạnh thường quân, nói đúng ra thì không phải là mạnh thường quân đâu, mà ở từ cái cổ tiền quyên góp để làm mộ cho cậu. Nhưng mà theo anh biết á, sau khi mà nghe được những cái clip của cô Vân Tiên này nói chuyện với cậu trên điện thoại thì mình mới hiểu cậu và cô Vân Tiên có một cái mối thâm tình, cho nên cô mới đứng ra và đã được sự đồng ý của Hồng Loan rồi. Chứ nếu mà Hồng Phượng và cô Sáu tự nhận cái số tiền đó với cậu cho Tinh Lực Hành thì hoàn toàn sai hết. Nhưng mà Hồng Loan đó đã ok rồi thì mới dám nhận đó. Và sau cùng Hồng Loan lên thì Hồng Loan nói lại nó không biết, thì cái đó thì anh không biết là việc sẽ như thế nào. Nhưng mà trong cái clip Hồng Loan nói là biết cái số tiền mà bên kia người, chỗ cô Vân Tiên đó là có gửi về, và cái đó nó không phải là cái nguyên gốc, mà cái đó như là một cái tiền xuất điếu đó, cũng như là có nhiều anh em bên kia. Nếu mình nói cái từ nguyên gốc thì nó cũng đúng, mà nói theo cái từ gọi là cúng điếu để gửi về để lo cái một phần cho cậu thì cũng là đúng, theo anh nghĩ là như vậy. Thì bởi vậy thì từ cái chỗ đó, ở trong cái mối gia đình mà khi mà đã có một cái gì nhau rồi thì đương nhiên nó sẽ không yên đẹp, thì nó sẽ ví dụ lúc vui thì nó khác, cái lúc không vui thì ví dụ như cái chỗ đó giờ anh nói ngược lại thì cũng không ai là nói gì anh hết. Thì đó anh muốn nói để phân tích cho hai bên nào cũng có cái đúng. Chỗ Hồng Loan với anh Vũ Linh cũng có cái đúng. Lúc mà anh hợp tác với Hồng Phượng như vậy thì anh thấy cái cách làm việc của hai bên nó như thế nào anh? Anh có làm cái lê xô, rồi sau này anh có thu thêm một số bài guitar với Hồng Phượng ở cái phòng thu á, thì anh thấy Hồng Phượng sống cũng rất tình nghĩa, và trong cái mối quan hệ anh em đồng nghiệp rất tôn trọng nhau, thậm chí cái tiền bạc gì nữa, ví dụ như anh đi đánh đàn thì cái cách chơi nó khác, nhưng mà đối với anh em nghệ sĩ thì anh lấy cái tiền để thù lao nó khác. Anh nhiều khi anh không nhận luôn mà Hồng Phượng cũng phải đưa nói cái đó là cái công của anh thì thôi đưa ít anh nhận ít. Thì nói về tình cảm rồi kể cả cái vấn đề tiền bạc thì rất là song phẳng. Và trong cái nhóm mà Học Phượng chơi với những anh chị em bên ca sĩ, có một số ca sĩ nổi tiếng cũng quý Học Phượng, có một cái nhóm rất là thân. Nhưng mà những bạn đó thì anh nghĩ là không có dám nói, tại vì cũng đang đi hát đi làm, mà lỡ có vấn đề gì thì cũng ảnh hưởng tới sự nghiệp. Thành chi Học Phượng bây giờ là em thấy rồi đó, cũng đã được phải bị quỷ xô, hoặc là quỷ xô để lo. Cái thứ nhất là về tinh thần, hai là phải lo để cho nó im đẹp rồi nó đi làm được. Nó cũng mất mát một cái phần nào trong cái công việc của mình rồi. Đúng rồi. Và hồi xưa anh làm việc với cậu Năm Vũ Linh thì anh thấy cậu như thế nào? Anh không có làm việc với cậu, tại vì anh là bên nhạc, còn cậu là bên cái lương. Vậy là anh chỉ hợp tác đàn cho Học Phượng hát thôi. Đúng rồi, chỉ có cái bữa lê show đó thì anh vô anh điểm Học Phượng với lại một ca nhạc sĩ anh Tuấn Quang đó, là những bài hát của anh Tuấn Quang thường là Học Phượng anh sáng tác thì Học Phượng hát trước. Có những cái bài của anh Tuấn Quang rất là hay, chuyên về bolero. Anh ơi, hôm nay mình đến đây thì mình gửi tặng cậu Năm một cái bản nhạc đi, do tự ta anh đàn ha. Thì em cũng có cái ước nguyện sáng giờ là ở mộ cậu Năm là cũng có đàn, nhưng mà chưa có ai đánh đàn cho cậu nghe hết á. Bây giờ vậy nè, mình thì lại tránh cái hình ảnh mình đó. Dạ. Dạ. Thì cứ ghi âm là có thể các bạn nào hát đi, mình đàn thôi. Mình tặng chứ mình bây giờ
cũng không có tâm trí, nó không có phù hợp. Ấy là anh đàn, không, anh đàn nhạc hả anh? Tại vì cậu là chuyên tân cổ, nếu mà bên cậu là thích nhạc bên nhạc thì có lẽ là anh cũng ráng để anh tặng. Thế còn một câu hỏi và nhỏ thôi, hoặc là và một câu nói giao lưu với anh thôi. Thật mà tôi là người đưa tin, nhưng mà hôm qua tôi cũng thật là một điều rất lấy làm tiếc là Hồng Phượng thôi. Anh chưa mà đến đây viếng mà cô lại không muốn trả lời câu hỏi gì cả. Mình là một người ngay thẳng thì tại đó không nói cho mọi thiên hạ để biết được. Tức là cái chuyện lung chung là chuyện riêng. Thì mình là vấn đề của gia đình. Còn chuyện xã hội thì mong xã hội là tức là giảm cái nhiệt đấy mà. Để cho con người nó xích lại gần nhau. Cái chuyện tiếng nói làm gì mà lời nói mất chi tiền mua, tại sao nó không nói. Anh hiểu đấy. Mà những cái điều rất đơn giản thôi mà lại cố lại không dám nói, một cái điều là càng làm cho người ta lại hài nghi hơn. Những cái điều rất đáng tiếc theo em á, tức là mình trách thì bây giờ chúng ta đáng trách người ta. Tất nhiên lúc này là đang bối rối, nhưng mà những cái hành xử như vậy là một cái điều tức là là còn thiếu, còn càng thiếu. Né tránh thì người ta lại càng đặt cái lỗi cho mình. Tại sao lại không có lời nói mất chi tiền mua? Móng tất cả cộng đồng tức là phải đơn giản hóa về vấn đề. Và còn cái vấn đề của gia đình thì nên là để gia đình là tự, mà mọi vấn đề là nên đơn giản hóa chứ đừng gần thì... anh hỏi ý thì em hiểu rồi. Tức là theo em á thì nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất á, là ở cái độ tuổi của Hồng Phượng, cái tuổi nghề cũng như cái vấn đề nó chưa có xảy ra cái gọi là bị coi như áp lực về truyền thông, cho nên em nó chưa có đủ cái khéo để nó trả lời. Và cái quan trọng nữa là hiện giờ thì thật sự bản thân em cũng khuyên Hồng Phượng là nên im lặng, giữ im lặng khi bất cứ những anh YouTuber hoặc là để kể cả báo chính thống gì cứ phỏng vấn thì em cứ im lặng đi, đến cho 100 ngày thì theo tâm nguyện quy định là muốn sau 100 ngày thì muốn nói gì thì nói. Anh hiểu em đó mà, tức là cái tâm nguyện gia đình là muốn, theo như em nghĩ thôi chứ em cũng chưa có nghe về vấn đề đó. Mà kể em cũng có nhắn tin em khuyên là thôi em, bây giờ em có nói gì thì nó chỉ là một con số không. Tại vì cộng đồng mạng đều ủng hộ thì nên lại giữ im lặng. Thì để đến khi nào mà em thấy điều kiện nó cần để em là nói rõ sáng tỏ cho tất cả quý khán giả hiểu. Đương nhiên cái sáng tỏ đó chưa chắc thì em đúng và cũng chưa chắc gì là bên kia đúng, để cho khán giả nhìn nhận mình đến ở góc độ nào thì người ta sẽ hiểu góc độ đó. Vâng ạ. Thì theo em là cái sự im lặng của Hồng Phượng là vậy. Nhưng mà trên thực tế ông quan có clip thì Hồng Phượng vẫn trả lời. Là thứ nhất là Hồng Phượng nói em sợ lắm cái, đó là không hay. Chỉ nói là xin lỗi mấy anh, bây giờ cái cộng đồng mạng về người ta ấy quá, vậy em xin phép em trả lời thì như vậy là đủ rồi đó. Thì mong anh thông cảm là thôi. Mình kết thúc video tại đây. Có một mình ở gần nhà Sĩ Bố Linh đã chia sẻ cho các khán giả mà xem. Khán giả có xem video nhớ ủng hộ đăng ký kênh và subscribe cho em nha.